kiến Vinh Quang kính chào quý anh quý chị nghệ nhân đàn ca tài tử. Thay mặt chủ điểm kính chúc quý anh quý chị được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc. Và đây mở đầu chương trình kính chúc quý anh quý chị sân ca một bài ca giọng cổ sáng tác của Minh Chiếm với tựa đề Vợ Thằng Hậu. Ê ơi, mày đâu nghe? Trời ơi, giận con không biết tối ngày cậu không biết đá gì đâu. Thôi chuyện thằng con có con đôi về đời gì nó thầy làm sao mà con quét hồi lâu cũng điên tùi. Ê, giờ nãy giờ cậu mới xấu đi hả? Ai dám nói xấu? Nó đen sáng rồi đi đâu? Đâu có đi đâu, nằm trong buồng chứ đi đâu? Nằm trong buồng làm gì? Chào đậu chú. Chào, chào tôi chi vậy bà? Đen buồn, nó rất là buồn. Vợ chồng thì cứ lại đồn chơi nhau. Thằng chồng ăn nhậu mơ ta đó. Thank you.
Vậy cho chừng hồ sao? Mình hãy gọi nhau anh em để cho chúng bạn được vui. Mình vậy mới được đó. Chúc nhiều cặp vợ chồng được năng lòng.